Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, năm học mới 2023-2024, học sinh sẽ tựu trường vào ngày 28 tháng 8 năm 2023. Riêng khối lớp 1, học sinh tựu trường vào ngày 21 tháng 8 năm 2023 nhằm thực hiện tuần làm quen và triển khai tăng cường tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1. Đúng ngày 5 tháng 9, toàn thể học sinh trên địa bàn tỉnh bước vào khai giảng năm học mới 2023-2024. Với chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, học sinh học tổng cộng 35 tuần. Đối với giáo dục thường xuyên, các lớp 9 và lớp 12 học 32 tuần, còn lại khối lớp 6, 7, 8, 10 và 11 học 35 tuần. Học kỳ 1 diễn ra từ ngày 6 tháng 9 năm 2023, kết thúc trước ngày 13 tháng 1 năm 2024. Học kỳ 2 của năm học bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2024, hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo quy định, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định để đảm bảo thực hiện và hoàn thành chương trình trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh.